Hai quý vị, ngày hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt tại số nhà 17 đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là cái điểm phát bạc hà núi cho bà con. Đấy thì sau khoảng thời gian vừa qua thật sự là lo cho bà con nhiều, cũng bị mất ăn mất ngủ quý vị. Thành Nguyên bị sút ký này, rồi mặt thì nó nổi tùm lum. Đấy nhưng mà không sao, hôm nay Thành Nguyên ghi nhận một cái câu chuyện ấy rất là thú vị luôn. Một người đàn ông cực kỳ đặc biệt, chú là một lương y ấy, chú chuyên bắt mạch, bốc thuốc và châm cứu chữa bệnh rồi bấm huyệt cho người ta, nhưng mà chú lại là không có chữa được cho chú. Và sau khi mà Thành Nguyên phát của bậc hà đây thì gia đình của chú đã qua thỉnh về để cho chú uống. Sau khoảng một tuần chú uống đó thì ngày hôm nay chú đến báo tin vui. Thì cái câu chuyện đó thực hư nó đang làm sao thì ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào trò chuyện với chú Sáu nhé quý vị nhé. Mời quý vị. Và hôm nay thì có một người chú đã từng qua đây để thỉnh bậc hà về, và chú có chia sẻ với Thành Nguyên rằng là thời gian vừa qua sau khi mà chú dùng bậc hà đó thì đã có tiến triển rất là tốt. Dạ, con chào chú. Dạ. Chú làm nghề đông y trong cứu bấm huyệt. Nhưng mà cũng vô tình nghe trên đài của Thậu á, nói cây bạc hà núi với uống lá đu đủ. Nên từ đó tôi mới nghe là vậy, tôi mới xin bạc hà núi. Và về đây uống được 5 ngày, giờ miệng tôi bớt méo. Trước đó là chú bị tai biến à? Tai biến 2 ngày, 2 lần. Hai lần mà nó kéo cho miệng bị méo luôn, méo nói chuyện mà đớt ngọng luôn đó. Bây giờ bớt mà bây giờ thấy ngon lành. Giờ đỡ rồi, chắc lẽ phải hết. Giống như con cho chú trong cây vàng vậy mà. Vậy thôi. Vâng. Như vậy là trước đó là chú làm nghề đông y. Đông y trong cứu bấm huyệt. Trong cứu bấm huyệt. Tại vì chú người phàm đó, người tiên nó không bệnh con. Mà đúng rồi. Và cuối cùng là chú thì đi bấm huyệt cho người ta, mà cuối cùng là mình bấm cho mình cũng được. Mình mà bấm bóng được là không được. Nhưng mà chú bị tai biến lần này là thứ hai, là cái lần trước đó là được cách nhau lâu chứ chú? Cái lần trước cách nhau có khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng à? 3-4 tháng mà tái phát lại. Cái này nhiều khi cũng khó nói nha. Cái này là cái duyên. Rồi trong nhà của chú có ai sử dụng cái củ bạc hà này? Có tôi với bà xã tôi sử dụng. Bác gái thì bị gì? Bà xã tôi thì bà bị bú lỗ mũi, bú quả đậu lỗ mũi nè. Bây giờ cũng bớt là hết rồi. Cũng bớt rồi luôn hả? Dạ. Bá nhà. Nó bớt hay là hết luôn chú? Hết luôn. Rồi còn cái nữa, bà già bà bú tiếng giáp bằng sau lưng nè. Nó chạy qua cho lại, bà uống khoảng bữa nay cũng 4-5 ngày bà bớt nhiều rồi. Tính hay giờ quá này về đưa đem xuống với bà dưới quả lụi á. Giờ chia bà bớt uống bớt. Nhưng mà cái bú gì? Tiếng giáp. Bú tuyến giáp à? Tiếng giáp mà nó chạy đi chạy lại nè. Nó chạy nó giết, vậy giết bà ngoan uống đó. Ngủ hả? Như vậy là trong gia đình của chú là tính ra có 3 người dùng. 3 người, vậy là mẹ tôi với vợ tôi. Chú năm nay bao nhiêu rồi? Tôi năm nay 62 tuổi. 62 tuổi. Nói chuyện với chú từ lúc nãy giờ mà con cũng chưa biết tên nữa. Tôi tên là Sáu, Nguyễn Văn Nhãn là Sáu Nhãn. Chú Sáu tên Nhãn. Vâng. Rồi là trước đó là chú dùng trước rồi chú mới đưa cho vợ dùng sao? Tôi dùng trước rồi tôi thử nghiệm mà thấy kết quả là tôi mới cho bà xã tôi dùng. Vâng. Nhưng mà chú làm đông y đó thì chú bắt mạch rồi chú châm cứu đúng không? Đúng rồi, bắt mạch châm cứu bấm huyệt á. Bấm huyệt. Nhưng mà trường hợp như có ai bị tai biến giống như chú ấy, thì chú có làm được cho người ta? Nói chung chú tai biến thì chú bấm được, nhưng mà bản thân chú bấm không được. Chú bấm nhưng mình cũng không được. Về cái vấn đề mà cái củ bạc hà này mà nó chữa được như vậy thì chú có một cái điều gì đó chú muốn chia sẻ cho con cũng như là cho cộng đồng không? Có chứ. Mình nói chung rằng là mình làm nghề đông y mà cứu người là trên hết. Và chú thấy củ bạc hà này sao? Mà quá tuyệt vời. Nhưng mà chú nói cho con nghe vậy nè,
phải có niềm tin mới hết được. Dạ. Còn nếu tin thầy, tin thuốc của thầy, tin cũ bạc hà mới hết được. Còn dạ, nếu mà đa nói là tôi muốn thử hết không, bảo đâu, dạ, không dở. Đảm bảo không bao giờ hết ha, chú ha. Phải có dạ, niềm tin mới được, tin dạ, thầy, tin thuốc của thầy mới được. Dạ. Tuy rằng chú nói nghe, con người ta có bệnh có hai cái. Một là bệnh căn, hai là bệnh nghiệp. Dạ. Cái hai lĩnh vực đó thôi. Vâng. Nếu mà bệnh nghiệp á, thì nó còn nghiệp á, thì không bao giờ hết được. Dạ. Còn nghiệp phải trả nghiệp, chừng nào trả hết nghiệp mới hết bệnh được. Dạ, dạ. Còn nói là... mình nói hay tâm lý nó lại dạy nghiệp như thế này nè. Thí dụ như mình còn trẻ đi. Dạ. Mình đặt chúng đặt là đặt giết người ta nhiều quá. Đúng cuối rồi, cùng người ta giết là mình biết sao? Giết là bằng mình cách đột quỵ đó. Dạ. Nằm tai biến nằm một chỗ không đi đứng gì hết trơn. Vâng. Rồi có khi bán hết đất hết nhà mà cũng không hết bệnh. Dạ, dạ. Có là nhân quả, mình giết người ta giết đúng mình rồi, thôi, lực rồi, nhân quả. Dạ. Bây giờ là cái khi mà mình uống cái thuốc này vào đó thì phải niệm Phật, phải niệm Phật ha, phải niệm Phật, dạ, phải niệm Phật. Phật. Cầu một là cầu qua Bồ Tát gia hộ cho con, dưới vâng, thần dược. Vâng. Rồi cách mà chú sắc lên như nào? Thì đó cũng giống như con chỉ cho chú vậy đó, là bốn chén lại chén, dạ, hoặc ba chén lại chén. Còn ví dụ nước thứ nhất là con bốn chén, nước thứ hai là ba chén, còn nước dạ, nếu không uống nước thứ ba. Vâng. Thứ hai nước bỏ à? Thứ hai nước bỏ rồi, bởi vì lúc đó nó nhạt rồi. Yeah. Rồi cái mình dư á, mình châm vô bình thủy, yeah, gót cái nóng nóng nó uống nó hay hơn là nóng lạnh. Yeah. Chú nói nghe nè, nếu mà người nào bao tử là phải yeah, phải xào à. Yeah. Chừng nào người ra bao tử là xào thị thổ á, mới uống được, để thôi nó hành á, bao tử nó hành dữ lắm. Vâng, vâng, đúng rồi. Mà nhất là những người mà bị xuất huyết dạ dày đó, bao tử đó thì lại phải cẩn thận. À, cẩn thận với xào với yeah, mà thủy thổ mà được. Yeah, mình phải làm kỹ mới được. À, như vậy là trong gia đình của chú là ba người dùng mà cả ba người là đều bớt, bớt, bớt luôn. À, à, bị u bú lỗ mũi rồi à, u quả đầu, dạ, u nang lỗ bả đầu, u ba nang lỗ bả đầu. U nang bả đầu. Bả đầu. Mà uống bây giờ là nó lặn mất tiêu luôn. Lặn luôn, lỏng tiêu luôn. Nhưng mà mình có đắp trực tiếp không hay là mình chỉ uống không? Dạ đấy, uống không. Uống không thôi. Uống không. Hay quá ha. Ừ. À, còn trước đó thì chú là bị tai biến mà nó giật cho méo dạ, méo méo gì lắm rồi bây giờ là đớt rồi bở nhiều. Dạ. Nhưng mà ngoài méo ra thì giống như đi đứng là thì mình vẫn nói chung là liệt nửa bên à, bên trái nửa bên à, một cái giò với cái chân này là bên phải của chú hả? À bên phải nè. À, mà bây giờ chú đi có đi đứng rồi chạy không? Xe rồi được không chạy chú chạy xe dạ, này đó hả? Ừ, này. Oh. Nên thì chú đi làm bệnh ngày cũng được hai ba người. Dạ dạ. Bóng việc không? Nhưng mà chú uống thì nó mới đỡ hay là chú đỡ trước đó vài ngày rồi chú mới uống? Dạ uống rồi mới đỡ. Uống rồi mới đỡ. Đấy. Chà, cái này thật sự rất là vi diệu luôn nha. Vi diệu. Quá kỳ diệu luôn. Mấy củ bạc hà bự gì mới tốt mà. Dạ. Bởi vì là nó có tuổi đời cũng lâu, cũng lâu năm rồi. Dạ. Rồi mừng quá con thì con thấy cô chú ai mà đến đây mà nghe mà hết bệnh cái là con muốn cập nhật để con đưa lên cho cộng đồng người ta ai cũng bị giống như mình á chú. Cho dạ, cái con biết con khuyên bà con như thế này nè. Con người ta chẳng qua không biết mà là nghe thầy thuốc chỉ dẫn. Dạ, dạ. Nên ba chốt ba nhén cái đồng mới sắc. Sắc dạ, rồi không hết bị đổi thừa cho là cây thuốc bạc hà không có hết. Dạ. Nên nhớ là kỹ tưởng phải khi mà dặn cái người bệnh nhân đến nói rõ ràng cho một cái công thức sắc đàng hoàng, nước thứ nhất là mấy chén, rồi nước thứ hai là mấy chén, rồi yeah, uống khi là hai nước thì bỏ đường nước thứ ba. Yeah. À, rồi khi mà người ta hứng sắc tầm bậy nó để nguội cũng bệnh nữa. Yeah. Cái đủ nè, để nguội cũng bệnh đó mà nóng ấm ấm gì mà hết vậy. Yeah, yeah. Mà nóng nóng dễ uống hơn. Nên để hầu hết là cô bác hỉ sai lầm sai công thức với bệnh chứ yeah, không sai công thức không về bệnh đâu. Dạ yeah, đúng rồi. Cái cơ bản này cho đó. Ừ. Chứ thầy thuốc muốn bao giờ cho bệnh nhân cũng hết bệnh, không giờ chống cho bệnh nhân có bệnh đâu. Dạ. Yeah. Đấy, hôm nay nghe một thầy thuốc chia sẻ về của bà Hà luôn này chứ không phải là thì chú nói cho nghe, chú biết đâu nói cho đó là yeah, một con người ta chỉ dạng có hai thứ bệnh thôi. Một là bệnh nghiệp, hai là bệnh căn, có hai thứ đó vâng, thôi. Vâng. Bệnh nghiệp phải trả nghiệp hết mới về. Phải hết nghiệp thì thôi ha. Còn căn á thì có thì bác sĩ thì phải tốn kém tiền thuốc men rồi. Dạ. Rồi hôm nay thật sự là con nghe chú Sáu Nhãn chia sẻ về
cái tình trạng bệnh của chú cũng như là những thành viên trong gia đình mà được như vậy thì thật sự là quá tuyệt vời. Không biết là chú Sáu có thể cho con được cái số điện thoại của chú để cho giống như trên cộng đồng có ai thắc mắc người ta hỏi người thăm về sức khỏe chú được không? Chú đọc dùng con hả chú? 0364 dạ 84 rồi 8 nữa 8 642 dạ. Dạ, đó là số của chú Sáu nhắn cho quý vị nha. Nếu như mà cô chú anh chị mà gọi điện để mà hỏi thăm sức khỏe tình hình của chú thì chắc là chú cũng không có phiền đâu đúng không? Dạ đúng phải dùng gánh đèn. Dạ. Vâng, bởi vì là khi mà con thấy mọi người được như vậy con cũng muốn chia sẻ để cho mọi người mình chú xin... bên y sĩ cổ truyền là ngày này do này ông nội chú truyền lại. Dạ. Có ông bà truyền lại nên là chú sẵn là chú học có bằng cấp luôn, chính quy luôn chứ không phải là Thầy Lan nữa. Vâng. Thời buổi giờ Thầy Lan không ai chấp nhận hết chứ. Dạ dạ. Là phải có bằng cấp ha chú ha. Phải có giấy tờ. Vâng. Rồi con cảm ơn những chia sẻ của chú Sáu rất nhiều nhé. Nhờ trong bệnh viện Lý Chị Đan nè, đó tôi thực tập bệnh viện đó. Chị Đan. Tôi gặp chị Đan của mình. Dạ. Rồi. Ôi giời ơi. Hôm nay đi ngon lành luôn ha. Chú đi đầu kia đi lại cho con thấy bước chân của chú xíu nào. Đây nói có sách mách có chứng luôn này. Đấy, ngon lành luôn, đi bình thường luôn. Trước đó là chú bị liệt nửa người bên phải. Vâng, quá tuyệt vời. Như vậy là chú thỉnh hai liệu trình về cho hai vợ chồng ha chú ha. Rồi chú đi cẩn thận nha chú nha. Rồi một lần nữa Thành Nguyên mến chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống nha quý vị nhé.